À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi được gặp lại các em trong video bài học này. Cô là Quỳnh, giáo viên tại trang web khoahoc.vietjet.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu bài tiếp theo của chủ đề 3, bài 6, tính chất và sự chuyển thể của chất. Ở bài 5, chúng ta đã được tìm hiểu về sự đa dạng của chất. Chúng ta đã được biết là chất có ở xung quanh chúng ta, ở đâu có vật thể là ở đó có chất. Các ba thể cơ bản của chất đó là thể rắn, thể lỏng và thể khí. Và chúng ta đã được đi tìm hiểu về đặc điểm của ba thể này rồi, đúng chưa nhở? Vậy thì bài hôm nay, sau khi học xong bài này, chúng ta sẽ cùng phải đạt được một số mục tiêu như sau này. Nêu được một số tính chất của chất, tính chất vật lý và tính chất hóa học. Nêu được khái niệm về sự nóng chảy, sự sôi, sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự đông đặc. Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể của chất. Đấy, chúng ta có thể được đi nghiên cứu những cái thí nghiệm liên quan đến sự chuyển thể của chất. Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể, nóng chảy, đông đặc, bay hơi, ngưng tụ hay là sôi. Vậy thì bài này chúng ta sẽ được đi tìm hiểu về những tính chất của chất và những thể sự chuyển thể của chất. Được chưa? Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát cho cô vào câu hỏi ở phần mở bài. Có 3 bình đều chứa chất lỏng không màu. Chú ý nha, chất lỏng không màu này. Một bình chứa nước, một bình chứa rượu uống và một bình chứa giấm ăn. Làm thế nào để phân biệt chúng? À, vậy bây giờ chúng ta cùng nhớ lại xem là mình đã biết là các chất lỏng không màu này rồi đúng không nhở? Đầu tiên là có nước này, có rượu uống. Rượu uống này, gì nữa nhỉ? Có giấm ăn. Đó, thì mình biết là đây đều là ba chất lỏng không màu. Vậy thì làm sao mà để phân biệt ba chất lỏng không màu này? Thì chúng ta thấy này, nước là một chất lỏng không màu, không mùi, không vị. Đấy. Rượu uống thì có mùi đặc trưng thì chắc là bạn nào cũng biết rồi đúng không nhỉ? Còn giấm ăn thì nó cũng có mùi và có vị chua. Đó, ba cái chất lỏng không màu này có mùi và có vị khác nhau. Vậy thì chúng ta có thể căn cứ vào mùi vị của các chất để phân biệt được ba chất này. Chưa? Chúng ta có thể trình bày vào đây này. Căn cứ vào mùi vị của các chất. Để phân biệt hiểu chưa? Căn cứ vào mùi vị của các chất để phân biệt. Nhưng mà tuy nhiên trong hóa học thì các em chú ý cho cô, đó là các chất mà chúng ta chưa biết rõ đấy, thì tuyệt đối không được phân biệt bằng cách thử mùi vị, bởi vì có thể gây nguy hiểm cho bản thân. Mùi vị này, một số chất thì có mùi độc hại, được chưa? Thì khi mà mình hít vào nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường hô hấp của mình và nó gây độc cho cơ thể mình. Còn một số chất thì đó, đa số những cái chất là chúng ta không được đếm thử đấy, bởi vì là nó rất là nguy hiểm cho bản thân mình. Vì thế cho nên là chúng ta sẽ không phân biệt các chất bằng mùi, bằng vị, được chưa nhỉ? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một số những cái tính chất khác của chất ngoài mùi vị ra nha. Qua phần đầu tiên đó là một la mã tính chất của chất. Vậy thì chúng ta sẽ cùng quan sát vào thông tin sách giáo khoa đưa ra nha. Người ta nhận ra chất hoặc phân biệt được chất này với chất khác dựa vào các tính chất của chúng. Đó, dựa vào các tính chất của chúng. Ở ví dụ, ở câu hỏi mở bài thì chúng ta đã dựa vào mùi vị, đúng không? Của các chất lỏng. Tính chất của chất bao gồm tính chất vật lý và tính chất hóa học. Vậy thì ghi nhớ cho cô, tính chất của chất, tính chất của chất thì bao gồm là tính chất vật lý và tính chất hóa học. Bao gồm hai tính chất, đó là tính chất vật lý và tính chất hóa học. Vậy thì tính chất vật lý thì gồm những tính chất nào?
Đấy, một số tính chất vật lý của chất đó là thể này, thể rắn hay thể lỏng hay thể khí là những tính chất vật lý nha. Màu sắc, mùi vị, khối lượng, thể tích, tính tan, tính dẻo, tính cứng, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và nhiệt độ sôi. Được chưa? Rồi, thể là mình biết rồi, màu sắc thì có màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, đúng không nhỉ? Mùi vị, đấy, ví dụ như là nước là một chất lỏng không màu, không mùi, không vị này. Hay là giấm ăn có vị chua này, rượu uống cũng có những mùi vị đặc trưng này. Khối lượng, đấy, khối lượng của chúng này. Thể tích, tính tan, tính dẻo, tính cứng, tính dẫn điện. Tính dẫn điện là đặc trưng cho cái khả năng dẫn điện mạnh hay yếu của chất. Được chưa? Độ dẫn điện nó còn có độ dẫn điện, càng lớn thì tính dẫn điện cũng càng lớn. Tính dẫn nhiệt cũng thế, cũng là đặc trưng cho khả năng dẫn nhiệt của một số chất. Hay là nhiệt độ sôi. Nhiệt độ sôi là cái nhiệt độ mà ở đó là một chất lỏng bắt đầu sôi, bắt đầu mà chuyển từ thể lỏng sang thể khí. Đó, đó là nhiệt độ sôi nha. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi thảo luận ở sách giáo khoa này. Hãy nêu một số tính chất của nước giúp em phân biệt được nước với các chất khác. Cho ví dụ nào, bây giờ mình sẽ cùng xem là nước nó có những một số những cái tính chất nào nha. Tính chất của nước. Tính chất của nước. À, một số tính chất của nước nào. À, ví dụ như là nước là một chất lỏng, đúng không? Mình biết là nước là một chất lỏng không màu, không mùi, không vị. Đấy, như cô vừa nhắc rồi. Nước là chất lỏng. Không màu. Không mùi. Không vị. Được chưa? Còn gì nữa không nhỉ? À, chúng ta có biết là nước sôi ở 100 độ C và hóa rắn ở 0 độ C. Được chưa? Nước sôi ở 100 độ C. Và hóa rắn ở 0 độ C. Đó, đây là nhiệt độ sôi này. Khi mà nước bắt đầu chuyển từ thể lỏng sang thể khí là nhiệt độ sôi này. Còn nhiệt độ hóa rắn là nước bắt đầu chuyển từ thể lỏng sang thể rắn là nước mình để ở trong tủ lạnh ấy thì nó sẽ hóa rắn ở 0 độ C. Được chưa? Tiếp nha. Nước có thể hòa tan được nhiều chất. Ví dụ như là mình hòa tan muối, hòa tan đường vào trong nước. Đó, đó là đó cũng là những tính chất của chất, được chưa? Nước có thể hòa tan được nhiều chất. Nước có thể hòa tan được nhiều chất. Ví dụ như là muối hòa tan đường. Hòa tan muối, hòa tan đường. Hay là hòa tan được cả rượu nữa. Rượu hay là những axit hay là giấm axit khác, vân vân. Được chưa? Hay là một số chất khí nữa. Chúng ta cũng có thể bổ sung một số chất khí như là oxygen. Đó, nó cũng có thể hòa tan được một số chất khí. Vậy đây là một số tính chất của nước nha. Vậy thì nêu một số ví dụ nào. Cho ví dụ. Đề bài yêu cầu chúng ta cho ví dụ thì cô sẽ nêu ví dụ xuống bên dưới. Ví dụ như là mùi đi. Bằng cách ngửi mùi thì ta có thể phân biệt được nước và rượu, đúng không? Bằng cách ngửi mùi. Ta có thể phân biệt được nước và rượu như là ở ví dụ ở phần mở bài. Rồi, hay là gì nhỉ? Bằng cách nếm thì chúng ta có thể phân biệt được
và nước đường, nước lọc và nước đường đúng không? Phân biệt được nước lọc và nước đường. À, như cô đã nói ở phần trước rồi, đó là chúng ta chỉ sử dụng cái cách ngửi mùi này và cách nếm để phân biệt những chất mà chúng ta đã biết rõ rồi, được chưa? Rồi, nhưng mà những cái chất mà chúng ta chưa biết rõ thì tuyệt đối chúng ta không được phân biệt bằng cách ngửi và nếm. Ví dụ như là chúng ta đã biết rõ là trong hai cốc này là có cốc nước và cốc nước đường rồi, nước lọc và nước đường rồi, thì chúng ta có thể nếm thử, nhưng mà không biết nó là cái chất gì mà đi phân biệt chúng thì chúng ta không được sử dụng cách ngửi và cách nếm. Nhớ chưa? Chú ý nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu câu hỏi tiếp theo nào. Nêu một số tính chất vật lý của chất có trong mỗi vật thể ở hình 6.1. À, các em quan sát vào hình 6.1 nha. Ở trên hình 6.1 này có bốn hình nhỏ. Đó, vậy thì chúng ta sẽ nêu tính chất vật lý của chất có trong mỗi vật thể này. Đầu tiên là dây đồng, kim cương, đường, đường đựng trong một chiếc bát này, và dầu ô liu. Đó, vậy thì một số tính chất vật lý đây, như là thể, màu sắc, mùi vị, khối lượng, thể tích, tính đan, tính dẻo, tính cứng, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ sôi. Đó, chúng ta xem những cái chất này thì có những tính chất vật lý tương ứng nào. Những vật thể này thì có những tính chất vật lý tương ứng nào. Nào, câu hỏi tiếp theo. Đầu tiên nha, dây đồng nào. Dây đồng thì chúng ta quan sát thấy làm sao nhỉ? Nó là ở thể rắn, được chưa? Thể rắn. Thể rắn này, nó có màu gì hả các em? À, nó có màu vàng, đỏ vàng đúng không? Màu đỏ, đồng nguyên chất là nó sẽ có màu đỏ này. Có tính ánh kim, chúng ta thấy nó lấp lánh đúng không? Đấy chính là tính ánh kim, là một tính chất vật lý của chất đấy. Đặc trưng cho những cái kim loại, ví dụ như là vàng, bạc hay là đồng hay là nhôm, thì nó sẽ có tính ánh kim, nó lấp lánh lấp lánh. Có ánh kim. Hay là nó dẻo. Chúng ta có thể uốn được dây đồng này, chúng ta có thể cắt được dây đồng này, được chưa? Chúng ta có thể biến thành nhiều hình khác nhau. Đấy là những cái tính dẻo. Hay là nó có tính dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nha. Dẫn điện tốt. Ứng dụng là dây đồng để làm lõi, dây dẫn điện cho ra trong gia đình của chúng ta đấy. Vì nó có tính chất dẫn điện tốt. Và thường những cái chất mà dẫn điện tốt thì nó cũng dẫn nhiệt tốt. Dẫn nhiệt tốt nha. Đó, đó là một số tính chất vật lý của dây đồng. Tiếp theo, hình tiếp theo là một viên kim cương nào. Một viên kim cương đúng không? Một viên kim cương thì chúng ta quan sát thấy là đầu tiên là nó ở thể rắn đã nào. Thể rắn đúng không? Nó cũng cứng. Ở thể rắn này, cứng, nó rất là cứng. Trong suốt. Trong suốt, lấp lánh. Lấp lánh. Đó, sáng lấp lánh nha. Tiếp theo là bát đường. À, đường thì chúng ta ăn hàng ngày. Đó, thì chúng ta thấy xem đường là nó có tính chất gì. Đường ở thể rắn này, cũng ở thể rắn. À, nó cũng cứng. Có vị ngọt. Và tính tan, đó là có thể tan dễ dàng trong nước. Tan dễ dàng trong nước. Tan dễ trong nước. Chúng ta ghi bài vào vở nha. Tan dễ trong nước này. Tiếp theo, đó là hình ảnh của một bát dầu ô liu. Dầu ô liu. Đây, cô để như thế này cho chúng ta quan sát nào. Dầu ô liu.
Nào, nó ở thể lỏng đúng không? Chúng ta thấy nó có màu gì nhỉ? À, nó có màu vàng. Màu vàng. Ngoài ra nó còn là nó gì nữa không nhỉ? Chúng ta có thấy là dầu ô liu tan trong nước không? Khi mà mình dính dầu vào tay, dầu ăn hàng ngày của chúng ta thôi cũng tương tự như là dầu ô liu. Đó là làm sao? Mình dính dầu vào tay và mình rửa bằng nước thì có hết không nhỉ? À, nó không hết, đúng không? Bởi vì dầu ô liu không tan trong nước. Không tan trong nước. Ngoài ra nó còn nhẹ hơn nước nữa. Dầu nổi trên mặt nước nhẹ hơn nước. Đó là một số tính chất của dầu ô liu, tính chất vật lý nhá. Chúng ta chú ý tính chất vật lý này. Đấy, chú ý một số tính chất vật lý này. Vậy thì bây giờ ngoài những cái tính chất vật lý này thì các em có còn biết là những tính chất vật lý nào khác của một chất nữa không? Hãy kể tên một số tính chất vật lý khác của chất mà em biết. Em có biết những tính chất vật lý nào khác nữa không? Một câu hỏi ở phần luyện tập. Một số tính chất vật lý khác của chất mà em biết. Một số tính chất vật lý khác. Cô sẽ bổ sung cho chúng ta một số tính chất vật lý khác nhé. Ví dụ như là khối lượng riêng. Khối lượng riêng. Thì đơn vị của khối lượng riêng thường là kg trên mét khối. Kg trên mét khối. À, mình nhìn vào đơn vị này mình có thể thấy là cái khối lượng riêng này biểu thị là khối lượng của một chất trong một đơn vị thể tích. Nhá, ví dụ này, khối lượng riêng của nước là 1.000 kg trên 1 mét khối chẳng hạn. Đó là trong 1 mét khối nước thì tương ứng với 1.000 kg nước. Đó, chúng ta hiểu chưa? Đó là đại lượng khối lượng riêng. Nhá, tiếp theo nào, một tính chất vật lý nữa. Ví dụ như là nhiệt độ nóng chảy. Ở trên này chưa đề cập tới đúng không? Nhiệt độ nóng chảy này. Nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy thì chúng ta thường hay ký hiệu nó là T độ. Chữ nóng chảy như thế này nhá. Đó, nhiệt độ nóng chảy chính là cái nhiệt độ mà ở đó một chất rắn bắt đầu chuyển thành chất lỏng. Là cái nhiệt độ mà ở đó một chất rắn bắt đầu chuyển thành chất lỏng thì người ta gọi là nhiệt độ nóng chảy. Đó. Và nó ngoài ra còn có nhiệt độ đông đặc. Nhiệt độ đông đặc. Nhiệt độ đông đặc. Thì ở đối với chất lỏng thì nhiệt độ nóng chảy cũng là nhiệt độ đông đặc. Là cái nhiệt độ mà ở đó một chất lỏng bắt đầu chuyển thành chất rắn. Được chưa? Rồi, ngoài ra còn có nhiệt độ sôi. Đấy, ví dụ nhiệt độ nóng chảy là chúng ta làm sao nhỉ? Chúng ta tăng cái nhiệt độ lên. Đấy, ví dụ như là nước, cái viên đá của chúng ta để ở ngoài nhiệt độ cao thì sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Còn nhiệt độ đông đặc là mình hạ nhiệt độ xuống. Hạ nhiệt độ xuống từ cao xuống đến thấp thì nó sẽ chuyển thành thể rắn đúng không? Cho vào tủ lạnh chẳng hạn. Đấy, nó sẽ chuyển từ thể lỏng thành thể rắn. Nhiệt độ đông đặc. Rồi tiếp theo này. Nhiệt độ sôi. À, nhiệt độ sôi ở trong này có đề cập đến rồi đúng không? Đó là nhiệt độ mà ở đó chất lỏng bắt đầu chuyển thành sôi để chuyển thành chất khí. Được chưa? Hay là tinh ánh kim. Tinh ánh kim nào. Tinh ánh kim như mình vừa liệt kê ở một số chất như là dây đồng này, một số kim loại. Đa số kim loại đó nó có tinh ánh kim, nó là cái tính nó lấp lánh đấy, được chưa? À, chúng ta tiếp tục quan sát vào sách giáo khoa trang 34 và chúng ta thấy này, ở mục em có biết sách giáo khoa có đưa ra cho chúng ta thông tin là ngoài những tính chất vật lý đã nêu ở trên, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ đông đặc cũng là những tính chất vật lý của chất. À, vậy thì ở trong câu hỏi luyện tập, cô đã giới thiệu cho chúng ta về nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc rồi. Chúng ta hiểu rồi và chúng ta nhớ nha. Tiếp theo,
mình sẽ cùng sang phần tìm hiểu thêm. Chúng ta quan sát vào câu hỏi ở mục tìm hiểu thêm này. Vì sao các dụng cụ nấu ăn như nồi, song, chảo thường làm bằng inox, có thành phần chính là sắt, nhưng phần tay cầm của chúng lại làm bằng gỗ hoặc nhựa? À, chúng ta thấy là nồi, song, chảo hàng ngày ở gia đình mình sử dụng đúng không? Thì rõ ràng là cái phần nồi ấy đấy, được làm bằng inox, có thành phần chính là sắt, nhưng mà tay cầm của chúng ta thấy là được làm bằng gỗ hoặc bằng nhựa. Vậy thì tại sao lại như thế? Nào, nồi, song, chảo làm bằng sắt bởi vì sắt là một chất dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, đúng không? Dẫn nhiệt tốt đi. Dẫn nhiệt tốt thì sẽ bắt nhiệt, bắt lửa, hay là ở bếp ga hay là bếp từ của chúng ta bắt nhiệt, đúng không? Để làm nấu chín thức ăn, truyền nhiệt để làm nấu chín thức ăn đấy. Rồi, đó là tính chất của sắt. Nhưng phần tay cầm của chúng lại là bằng gỗ, bằng nhựa, bởi vì để tránh bỏng tay, đúng không? Để tránh bỏng tay khi mà mình cầm vào. Bởi vì là gỗ, nhựa là những chất dẫn nhiệt kém. Đó là dựa vào các tính chất của chất để chúng ta ứng dụng trong thực tế cho nó phù hợp, đúng chưa? Mình có thể trả lời câu hỏi này ra vở nha. Do sắt là kim loại nên là dẫn nhiệt tốt. Do sắt là kim loại nên dẫn nhiệt tốt. Do đó để tránh bị bỏng tay, phần tay cầm của chúng thường làm bằng gỗ hoặc bằng nhựa. Thì phần tay cầm của chúng được làm bằng gỗ hoặc nhựa. Được chưa? Và gỗ và nhựa, bởi vì gỗ và nhựa là những chất dẫn nhiệt kém, dẫn nhiệt kém, được chưa? Đó, vì thế nên mình sẽ không bị bỏng tay. Vậy thì chúng ta đã thấy là dựa vào tính dẫn nhiệt, đúng không? Tính dẫn nhiệt của những chất khác nhau để chúng ta ứng dụng chúng trong đời sống nha. Đó là những tính chất vật lý của chất. Vậy thì ngoài tính chất vật lý ra thì mình còn có tính chất hóa học nữa, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem là tính chất hóa học là gì nha. Nào, tính chất hóa học là khả năng chất bị biến đổi thành chất khác. Đó, vậy thì tính chất vật lý thì mình thấy là những cái tính chất đấy không phải là bị biến đổi thành chất khác. Đó, nó chỉ là màu sắc, mùi vị, tính tan, vân vân thôi. Còn ở tính chất hóa học này là cái chất ban đầu bị biến đổi thành chất khác thì chúng ta gọi là tính chất hóa học. Ví dụ như là khả năng cháy, khả năng bị phân hủy thành chất khác này, khả năng tác dụng đối với các chất khác như là tác dụng được với oxygen, với axit hay là với nước. Đấy, oxygen. Rồi, đó là những tính chất hóa học của chất. Cháy này thì cũng tạo thành chất khác rồi. Cháy tức là mình tác dụng với oxy để tạo thành những chất khác. Hay là khả năng bị phân hủy thành chất khác, khả năng tác dụng được với một số chất khác. Đấy, được chưa? Chúng ta quan sát vào hình 6.2 này, chúng ta thấy này, một số ví dụ về tính chất hóa học của chất, đó là gỗ cháy thành than. Đấy, gỗ cháy thành than. Hay là dây xích xe đạp bị rỉ do tiếp xúc với oxygen và hơi nước trong không khí. Chúng ta thấy là dây xích xe đạp làm bằng sắt, đúng không? Khi đã bị rỉ là nó đã biến đổi thành chất khác rồi. Người ta gọi là rỉ sắt. Đấy, đó là tính chất hóa học của chất. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi phân tích câu hỏi trong sách giáo khoa này. Những đồ vật bằng sắt như là khóa cửa, dây xích khi được bôi dầu mỡ sẽ không bị rỉ. Vì sao? Rồi, các em có biết là người ta thường hay bôi dầu mỡ vào dây xích xe đạp hay là vào khóa cửa không? À, bởi vì sao nhỉ? Bởi vì là các đồ vật bằng sắt thì
thì dễ bị rỉ do tiếp xúc với oxygen và với hơi nước ở trong không khí, đúng không? Nên là việc bôi dầu mỡ sẽ giúp làm sao nhỉ? Bôi lên cái bề mặt đấy sẽ ngăn cách không cho sắt tiếp xúc với oxygen và hơi nước trong không khí, nên là sẽ không làm cho sắt bị gì nhá. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này như sau này. Đầu tiên là mình sẽ cùng đi phân tích cái tính chất, đó là các đồ vật bằng sắt. Các đồ vật bằng sắt thì có thể bị gì? Do tiếp xúc với oxygen. Do tiếp xúc với oxygen và hơi nước có trong không khí. Và hơi nước có trong không khí. Đó, nó có thể tác dụng tiếp xúc và nó tác dụng được với oxygen và hơi nước có trong không khí. Vì thế nên là việc bôi dầu mỡ, bôi dầu hay là mỡ trên bề mặt các dụng cụ bằng sắt là ngăn cách, đó là một cái việc, là việc là ngăn cách cho không cho sắt tiếp xúc với oxygen và hơi nước. Có trong không khí. Nên sắt không bị gì. Đó. Bôi dầu mỡ trên bề mặt các dụng cụ bằng sắt là ngăn cách không cho sắt tiếp xúc với oxygen và hơi nước trong không khí, nên là sắt không bị gì nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi làm một số câu hỏi luyện tập. Vậy là mình đã được hiểu thế nào là tính chất hóa học rồi, đúng không nhỉ? Thì bây giờ mình sẽ cùng quan sát vào hình ảnh để trả lời câu hỏi yêu cầu như sau này. Trong hình 6.3, hình nào mô tả tính chất vật lý, hình nào mô tả tính chất hóa học? Đấy, chúng ta có thể quan sát vào hình 6.3. A, tượng đá bị hư hại do mưa axit. Thế theo các em, hình này là mô tả tính chất vật lý hay tính chất hóa học? À, hình này là mô tả tính chất hóa học, đúng không? Tượng đá này đã tác dụng với axit đấy ở trong nước mưa để tạo thành chất mới, cho nên vì thế nên là nó đã bị hư hại. Nước vôi trong bị vẩn đục khi sụp khí carbon dioxide. Đấy, cái vẩn đục đây chính là tạo thành chất mới rồi, được chưa? Vậy thì chúng ta có thể trả lời gộp như sau này. Hình A và B mô tả tính chất hóa học. Hình A và B mô tả tính chất hóa học. Nhỉ? Hình A và B mô tả tính chất hóa học. Rồi, chúng ta quan sát tiếp hình C này. Nhôm có màu trắng bạc dễ rát mỏng. Và D, nến hay còn gọi là paraffin, có ở trạng thái rắn và có màu trắng. Vậy đây là màu trắng bạc này, dễ rát mỏng này, là tính dẻo đấy, nên là dễ rát mỏng này, ở trạng thái rắn và có màu trắng, thì đây đều là những cái tính chất vật lý của chất, đúng chưa? Vậy thì chúng ta có thể trả lời gộp là hình C và D mô tả tính chất vật lý.
hình C và D. Mô tả tính chất vật lý. Cụ thể như sau này, hình C thì mô tả màu sắc. Đúng không? Hình D thì màu sắc và tính dẻo nữa. Có thể rát mỏng là tính dẻo nha các em. Mô tả màu sắc. Hình D thì mô tả trạng thái rắn. Mô tả trạng thái và màu sắc. Màu trắng là đó, đều là những tính chất vật lý của chất. Còn hình A và B mô tả tính chất hóa học, bởi vì có tạo thành chất mới. Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta nhớ lại cho cô cái phần này, chúng ta phải nhớ là các chất có những tính chất vật lý và những tính chất hóa học, và chúng ta phân biệt được những tính chất nào là tính chất vật lý và những tính chất nào là tính chất hóa học. Được chưa? Vậy thì vừa nãy chúng ta đã đạt được mục tiêu đầu tiên của bài học ngày hôm nay, đó là đi tìm hiểu về các tính chất của chất. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về những sự chuyển thể của chất. Rồi, cô và các em sẽ cùng đi phân tích một thí nghiệm sau nha. Tiến hành thí nghiệm sau về sự chuyển thể của chất. Thí nghiệm 1 này, chúng ta cùng quan sát vào sách giáo khoa và đi phân tích thí nghiệm 1. Cho 4 đến 6 viên nước đá nhỏ vào hai cốc thủy tinh đã làm khô như hình 6.4. Các em quan sát vào hình 6.4, thí nghiệm về sự chuyển thể của chất gồm có hình A và hình B nha. Ghi lại khoảng thời gian các viên nước đá tan hoàn toàn ở mỗi cốc trong các trường hợp sau. Cốc A thì đun nóng nhẹ bằng ngọn lửa đèn cồn. Cốc A này đun nóng nhẹ bằng ngọn lửa đèn cồn và có cắm nhiệt kế ở đây. Cốc B thì sẽ không đun nóng. Đây là cốc B. So sánh khoảng thời gian các viên nước đá tan hoàn toàn thành nước, tức là các viên nước đá ở thể rắn tan hoàn toàn thành nước ở thể lỏng trong cốc A và cốc B. Quan sát và nhận xét mặt ngoài của cốc B. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là ở cốc A và cốc B nó sẽ có những cái hiện tượng như thế nào nhá. Nào, đầu tiên là cốc A nào, khi mà đun sôi nó thì sao? Viên đá trong cốc A sẽ tan nhanh hay chậm hơn viên đá trong cốc B? Thì ở đây cô không có điều kiện làm thí nghiệm cho chúng ta, thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời cái thí nghiệm này nhá. Ở cốc A thì khi mà đo các khoảng thời gian thì mình thấy là cái thời gian mà viên đá trong cốc A tan sẽ nhanh hơn cái thời gian mà viên đá ở trong cốc B tan. Đấy, chúng ta có thể trả lời ở đây. Thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1. Đầu tiên là viên đá trong cốc A tan nhanh hơn viên đá trong cốc B. Được chưa nhỉ? Rồi, và mặt ngoài của cốc B. Đây, ở đây người ta có yêu cầu là quan sát và nhận xét mặt ngoài của cốc B. Mặt ngoài của cốc B sẽ thấy là có nước ngưng tụ. Mặt ngoài của cốc B sẽ có nước ngưng tụ. Đó. Giống như là chúng ta để một cái cốc nước đá để chúng ta chuẩn bị uống ở bên ngoài bàn chẳng hạn. Đấy, thì sẽ một thời gian sẽ thấy là ở ngoài, thành ngoài của cái cốc có nước ngưng tụ ở đấy. Được chưa? Rồi. Vậy thì có phải là nước ở trong cốc chảy ra bên ngoài hay không, hay là cái cốc thủy tinh đấy bị thấm nước hay không? Đấy, thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi nghiên cứu nha. Rồi, đó là mình đã làm xong
Trả lời xong cái thí nghiệm 1 là so sánh khoảng thời gian các viên nước đá tan hoàn toàn thành nước ở trong cốc A và cốc B đó, và nhận xét được cái mặt ngoài của cốc B. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi phân tích tiếp thí nghiệm 2 nào. Tiếp tục đun nóng cốc A cho đến khi nước sôi. Đấy, ở thí nghiệm 2 này chúng ta chỉ phân tích ở cái cốc A này thôi nhá. Trong quá trình đun nước, dùng nhiệt kế theo dõi nhiệt độ của nước trong cốc, ghi lại nhiệt độ trong cốc mỗi lần cách nhau 1 phút. Đấy. Khi nước sôi sẽ tiếp tục ghi lại nhiệt độ trong cốc 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 phút. Quan sát sự xuất hiện bọt khí ở đáy cốc và sự thay đổi nhiệt độ khi đun cốc A. Cho biết khi nhiệt độ tăng, các bọt khí ở đáy cốc có to ra và đi lên phía trên hay không. So sánh các giá trị nhiệt độ ghi lại được trước và sau khi nước sôi. Thì chúng ta sẽ phân tích thí nghiệm 2 nào. Thì khi mà chúng ta sẽ đun, được chưa? Nhiệt độ ở trong cốc A này sẽ tăng dần, được chưa? Và khi nhiệt độ tăng dần thì sao nhỉ? Có những cái bọt khí xuất hiện, những bọt khí ở đáy cốc, được chưa? Khi nhiệt độ tăng dần thì các bọt khí này sẽ to ra và đi lên phía trên. À, chúng ta trả lời này. Khi nhiệt độ sôi, nhiệt độ trong cốc sẽ tăng. Trong cốc tăng dần. Được chưa? Khi nhiệt độ sôi, khi nhiệt độ sôi, bọt khí ở đáy cốc to ra và đi lên phía trên. To ra và đi lên phía trên. Đó, bọt khí ở đáy cốc. Được chưa? Và giá trị nhiệt độ trước và sau khi đun sôi thì tăng dần, đến cái nhiệt độ sôi thì sẽ không tăng nữa, được chưa? Khi đạt đến nhiệt độ sôi, thì nhiệt độ của nước trong cốc sẽ không tăng nữa. Đó, đây là mình đã đi phân tích hai thí nghiệm. Các em đã hiểu về hai thí nghiệm này chưa? À, vậy thì chúng ta thấy này, ở thí nghiệm 1 thì nước viên đá sẽ tan ra là chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, được chưa? Và mặt ngoài của cốc nước đã có sự ngưng tụ. Đấy, có sự ngưng tụ này. Và ở đây là sự chuyển thể, là sự nóng chảy, rắn sang lỏng, được chưa? Và sự ngưng tụ. Và ở thí nghiệm 2 thì mình thấy là có sự sôi. Đấy. Vậy thì những cái quá trình chuyển thể này của chất như thế này, chi tiết như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu tiếp theo nhá. Ở trong phần 2 là mã sự chuyển thể của chất này, chúng ta sẽ cùng được đi nghiên cứu về sự nóng chảy và sự đông đặc. Ở trang số 36 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 6 bộ sách cánh diều thì chúng ta sẽ cùng được đi nghiên cứu về sự bay hơi và sự ngưng tụ. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng được đi nghiên cứu về sự sôi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với sự nóng chảy và sự đông đặc nhá. Chúng ta sẽ cùng quan sát vào thông tin mà sách giáo khoa đưa ra cho chúng ta nhé. Những viên nước đá bị tan thành nước khi để ở nhiệt độ phòng và tan nhanh hơn khi được đun nóng. Đó là quá trình nóng chảy. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự nóng chảy. Còn ngược lại, khi nước được đưa vào ngăn làm đá của tủ lạnh, nước lại chuyển thành nước đá. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là sự đông đặc. Chúng ta có thể quan sát vào hình 6.5. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng và ngược lại thì chúng ta có sơ đồ về mối liên hệ giữa thể rắn và thể lỏng, được chưa? Khi mà đun cho nó nóng chảy hay là để ngoài bình thường, nhiệt độ bình thường nóng chảy ra. Còn ngược lại, khi mà đưa vào ngăn đá tủ lạnh để làm đông thì nước sẽ lại chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
nha. Đó là mối liên hệ giữa sự nóng chảy và sự đông đặc. À, vậy thì chúng ta sẽ cùng trả lời luôn được câu hỏi ở trong sách giáo khoa là chúng ta đã hiểu được thế nào là sự nóng chảy và thế nào là sự đông đặc rồi, đúng không nhỉ? Thì câu hỏi này lại trở nên đơn giản. Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Các em ghi bài vào vở nhá. Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Đấy, chuyển từ thể rắn này sang thể lỏng này. Còn sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Nha. Sự đông đặc là chuyển từ thể lỏng sang thể rắn, ngược lại so với sự nóng chảy. Đấy, vậy chúng ta đã hiểu thế nào là sự nóng chảy và sự đông đặc chưa nhỉ? À, đi kèm với sự nóng chảy và sự đông đặc, người ta còn có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc. Cô đã giới thiệu cho chúng ta ở phần tính chất vật lý của chất rồi. Nhiệt độ nóng chảy tức là tại cái nhiệt độ đó, đấy, chất bắt đầu chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Nha. Còn nhiệt độ đông đặc là tại đúng cái nhiệt độ đó, chất bắt đầu chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. À, ví dụ nước đi, của chúng ta đi, có cái sự đông đặc là 0 độ C chẳng hạn. Vậy thì tại 0 độ C thì nước bắt đầu sẽ chuyển từ nước lỏng thành nước đá, thành những viên đá. Nhờ, được chưa? Chúng ta đã hiểu chưa nhỉ? Rồi, vậy thì sau đây chúng ta sẽ cùng đi làm bài tập vận dụng liên quan đến đời sống hàng ngày của chúng ta này. Vì sao cần bảo quản những chiếc kem trong ngăn đá của tủ lạnh? Thế mình ăn kem nhiều rồi đúng không? Vậy thì bây giờ học về sự chuyển thể của chất thì chúng ta đã hiểu là vì sao cần phải bảo quản kem trong ngăn đá tủ lạnh chưa nhỉ? À, bởi vì là khi để những cái chiếc kem ở nhiệt độ bình thường thì kem sẽ bị tan chảy. Chúng ta biết rồi đúng không? Phải ăn thật là nhanh đúng không? Ở ngăn đá của tủ lạnh, nơi có nhiệt độ rất là thấp thì kem mới đông cứng lại, được chưa? Hay là kem không bị tan chảy? Chúng ta có thể trả lời nhá. Vì khi để kem ở nhiệt độ thường thì kem sẽ tan chảy. Ở ngăn đá của tủ lạnh, là nơi có nhiệt độ rất thấp, thì kem mới đông cứng. Hay là kem không bị tan chảy. Đấy, khi đó kem mới không bị tan chảy và mình mới bảo quản được kem. Được chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo một câu hỏi luyện tập nữa nào. Em hãy cho biết đã có những quá trình chuyển thể nào xảy ra khi đun nóng một miếng nến, hay mình còn gọi là paraffin nhá, sau đó để nguội. Thì khi đun nóng một miếng nến sau đó để nguội thì sẽ xảy ra những quá trình nào nào? Thì mình khẳng định là nó xảy ra những quá trình nào các em?
Đầu tiên là khi đun nóng, miếng nến sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Được chưa? Các bạn nào đã đun nến chưa? Hay là mình đốt nến chưa? Đốt một cây nến chẳng hạn. Nhỉ? Đầu tiên là khi đun nóng miếng nến. Khi đun nóng miếng nến này. Khi đun nóng thì miếng nến sẽ chuyển từ thể gì nhỉ? Cây nến là ở thể rắn này. Nó sẽ chảy ra từ thể rắn. Cây nến sẽ chuyển từ thể rắn thành thể lỏng. Được chưa nhỉ? À, vậy thì mình vừa mới được học rồi. Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng thì mình gọi là sự nóng chảy, đúng không? Hay còn gọi là quá trình nóng chảy. Vậy thì cái quá trình này xảy ra là quá trình nóng chảy. Quá trình nóng chảy hay là sự nóng chảy đều được nhỉ? Quá trình nóng chảy. Rồi, vậy thì sau đó để nguội thì các em có biết là sau đó để nguội thì nó sẽ chuyển từ thể gì không? Sau khi để nguội. Sau khi để nguội thì nến lỏng sẽ đông đặc thành thể rắn. Nến lỏng sẽ đông đặc thành thể rắn. Rồi, vậy thì nến lỏng này, đông đặc thành thể rắn này là quá trình gì ạ các em? Nào, quá trình gì? Quá trình chuyển từ thể lỏng thành thể rắn thì người ta gọi là quá trình đông đặc hay là sự đông đặc. Đấy chưa? Vậy quá trình này người ta gọi là quá trình đông đặc. Vậy thì khi đun nến, đun nóng một miếng nến và sau đó để nguội thì sẽ xảy ra hai quá trình, đó là quá trình nóng chảy chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, sau đó là sẽ xảy ra quá trình đông đặc lại chuyển từ thể lỏng lại thành thể rắn. Vậy chúng ta đã hiểu chưa nhỉ? À, vậy thì trên đây thì cô và các em đã cùng đi tìm hiểu thế nào là sự nóng chảy và thế nào là sự đông đặc. Một số cái sự nóng chảy và sự đông đặc ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta như là nước đá này, để nguội thành nước lỏng đúng không? Để trong phòng thì sẽ tan chảy ra thành nước lỏng này. Hay là đưa vào tủ lạnh thì lại thành viên đá rắn. Hay là cái những chiếc kem bảo quản ở trong tủ lạnh. Đấy, tại sao những chiếc kem phải bảo quản trong tủ lạnh? Và những cái miếng nến khi mà mình đốt nến, nến sẽ chuyển thể như thế nào? Đó là một số cái hiện tượng về sự nóng chảy và sự đông đặc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một số những quá trình nữa, đó là sự bay hơi và sự ngưng tụ. Thì tại sao là mình lại tìm hiểu luôn sự bay hơi và sự ngưng tụ? Bởi vì là nó là hai cái quá trình đối lập nhau, nó cũng có liên hệ với nhau như là sự đông đặc và sự nóng chảy vậy. Nào, chúng ta cùng quan sát vào sách giáo khoa nhé. Sau trận mưa, những vũng nước trên đường sẽ dần biến mất. Đó là do một phần nước đã chuyển thành hơi nước, là những chất khí hay còn gọi là chất khí này, hơi nước, hơi hay còn gọi là khí cũng được. Chất khí cho không màu, được chưa nhỉ? Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi hay là thể khí thì được gọi là sự bay hơi. Sự bay hơi của nước diễn ra nhanh hơn khi nhiệt độ càng cao, gió càng mạnh và diện tích tích mặt thoáng của nước càng lớn. Được chưa? Rồi, vậy thì ở đây sau khi học cái, sau khi đọc xong thông tin mà sách giáo khoa đưa ra thì chúng ta có thể hiểu được là thế nào là sự bay hơi nhỉ? Sự bay hơi. Sự bay hơi này là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi hay còn gọi là thể khí. Lỏng sang thể hơi nha, hay còn gọi là thể khí đấy.
Xin chào. Và chú ý cho cô đó là sự bay hơi của nước diễn ra nhanh hơn khi nhiệt độ càng cao, gió càng mạnh và diện tích mặt thoáng của nước càng lớn. Nhập. Chú ý này, sự bay hơi diễn ra nhanh hơn khi nào? Khi mà nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ càng cao rồi gió càng mạnh và diện tích mặt thoáng càng lớn. À, vậy thì chú ý là sự bay hơi sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ này, phụ thuộc vào gió. Nếu mà có gió thì gió càng mạnh thì sự bay hơi càng lớn, đúng không? Rồi, và diện tích mặt thoáng nữa, diện tích mặt thoáng càng lớn, được chưa? Rồi, tiếp theo nha, mình sẽ cùng đi phân tích một cái quá trình tiếp theo, đó là mặt ngoài cốc đựng nước đá có những giọt nước đọng, được chưa? Đó là do hơi nước trong không khí gặp lạnh chuyển thành nước đó, và sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng được gọi là sự ngưng tụ nha. Vậy thì mình biết được sự ngưng tụ là gì rồi, mình trả lời được này. Sự ngưng tụ là sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng, là sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng. Nhà, chuyển từ thể hơi hay thể khí ấy, sang thể lỏng, và nó ngược lại với sự bay hơi. À, vậy thì sách giáo khoa có cho chúng ta cái sự ngưng tụ mà mình hãy gặp ở trong đời sống hàng ngày, đó là mặt ngoài của cốc nước đá có những giọt nước đọng. À, như cô vừa giới thiệu ở phần trước rồi, thì có phải là do là cái cốc đấy là bị thấm nước nên là nước đã từ bên trong cốc là chảy ra ngoài hay không? À, thì không phải các em nhá, mà đó là do gì nhỉ? Hơi nước trong không khí đấy, ở bên ngoài xung quanh cái cốc nước đấy đó, gặp lạnh và đã ngưng tụ lại, chuyển thành nước ở dạng lỏng. Đó, ngưng tụ lại là chuyển từ thể hơi sang thể lỏng đấy. Rồi, và cái thể lỏng và thể khí ấy, nó có mối liên hệ với nhau qua hai cái quá trình. Khi mà nước bay hơi chuyển từ thể lỏng sang thể khí, và nước ngưng tụ lại chuyển từ thể khí sang thể lỏng. Đấy, đây là hai cái quá trình đối lập nhau nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi vận dụng. Mình đã biết được thế nào là sự bay hơi và sự ngưng tụ rồi. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi trả lời câu hỏi vận dụng này. Trong sản xuất muối từ nước biển, quá trình chuyển thể nào của nước đã diễn ra? Thì các em có biết là người ta đã sản xuất muối và nước biển như thế nào không? Người ta đã dẫn nước biển vào một cái khu vực đó, khu vực mà người ta sẽ ngăn nước ở trong đó, đưa nước vào trong đó và dàn ra, dàn nước, nước ở trong đó thì sau một thời gian nước sẽ bay hơi lên, bay hơi lên và cuối cùng đọng lại thì chỉ còn muối thôi. À, vậy thì quá trình chuyển thể nào đã diễn ra nhỉ? Là nước đã bay hơi, là sự bay hơi nước, đúng không? Rồi, câu này sẽ trả lời như sau. Trong sản xuất muối từ nước biển đã diễn ra hiện tượng bay hơi nước. Trong sản xuất muối từ nước biển đã diễn ra sự bay hơi nước. Đó là sự bay hơi nhá. Nước khi mà đã có gió này, gió mạnh này, khi mà có nhiệt độ cao của mặt trời này và cái diện tích mặt thoáng đấy, càng lớn thì nước sẽ bị bay hơi và người ta đọng lại chỉ còn những cái hạt muối biển thôi.
Rồi, tiếp theo là một câu hỏi luyện tập. Trong mỗi trường hợp sau diễn ra quá trình bay hơi hay là ngưng tụ, quần áo ướt khi phơi dưới ánh nắng sẽ khô dần. Tiếp theo là tấm gương trong nhà tắm bị mờ khi ta tắm nước nóng. Vậy thì quần áo khi phơi dưới ánh nắng sẽ khô dần. Thì ở đây là đã diễn ra sự gì nhỉ? Sự bay hơi nước, đúng không? Cô sẽ trả lời cái trường hợp thứ nhất này. Quần áo khi phơi dưới ánh nắng sẽ khô dần là diễn ra sự bay hơi nước. Diễn ra sự bay hơi nước. Được chưa? Do đó quần áo khô dần. Rồi, tiếp theo, tấm gương trong nhà tắm bị mờ khi ta tắm nước nóng, tại sao lại như thế? À, ở đây đã diễn ra sự ngưng tụ. Nha. Do mình phân tích cái sự ngưng tụ ở trong cái việc là tấm gương trong nhà tắm bị mờ đi khi ta tắm nước nóng nhá. Do nước nóng bay hơi lên. Do hơi nước nóng bay hơi lên. Gặp mặt gương lạnh. Nên ngưng tụ thành những hạt nước. Thành những hạt nước. Làm tấm gương mờ đi. Cái hạt nước này bám vào tấm gương nhá. Bám vào tấm gương. Làm tấm gương mờ đi. Đó. Vậy thì đây là cái quá trình ngưng tụ, hay là còn gọi là sự ngưng tụ đã diễn ra nhá. Còn ở cái trường hợp 1 này là sự bay hơi nước, được chưa? Do đó quần áo khô dần. Đó là tác dụng của mặt trời này, ánh nắng của mặt trời này, nhiệt độ cao đấy, đúng không? Và gió nữa, làm nước sẽ bay hơi nhanh hơn và quần áo khô nhanh hơn cái việc là chúng ta phơi quần áo ở trong phòng, đúng không? Rồi, tiếp nhá. Sách giáo khoa có đưa ra cho chúng ta thông tin về mục tìm hiểu thêm. À, chúng ta phải trả lời được cái câu hỏi này để chúng ta biết thêm cái điều gì nào. Trong những ngày thời tiết lạnh, mặt các ao hồ thường có sương mù bao phủ. Đã có những quá trình chuyển thể nào xảy ra trong hiện tượng trên? Những bạn nào mà ở gần những cái nơi có ao hồ sông ấy, thì chúng ta thấy là những cái ngày thời tiết lạnh thì thường có sương mù bao phủ ở trên mặt đấy. Đó, vậy thì đã có những quá trình chuyển thể nào xảy ra trong cái hiện tượng trên? Chúng ta cùng đi phân tích nhá. Nào, hiện tượng là đã có gì nhỉ? Nước ở dưới ao hồ bốc hơi lên, đúng không? Nước ở dưới ao hồ bốc hơi lên. Nước dưới ao hồ bốc hơi lên. Thì nước để ở ngoài trời ý, thì chúng ta thấy là nó cũng bốc hơi. Như ở ví dụ này, đó là sau trận mưa những vũng nước trên đường sẽ dần biến mất. Đấy chưa? Đó là do một phần nước đã chuyển thành hơi nước. Thì để ở bình thường, mặt thoáng của ao hồ rất là lớn, cho nên là nước đã bốc hơi lên. Đó, và đây là xảy ra quá trình bay hơi. Tuy nhiên, vào những ngày thời tiết lạnh thì làm sao? Hơi nước dưới hồ đã bốc lên, đúng không? Và gặp lạnh. Hơi nước dưới hồ bốc hơi lên. Gặp lạnh.
và ngưng tụ. Tạo thành các hạt. Tạo thành các hạt nước nhỏ li ti, hay còn gọi là sương mù. Đó. Và cái quá trình này chính là quá trình ngưng tụ. Quá trình này chính là quá trình ngưng tụ. Vậy thì chúng ta đã hiểu là những cái quá trình chuyển thể diễn ra trong cái hiện tượng mình gặp thực tế trong đời sống hàng ngày chưa nhỉ? Rồi, vậy thì chúng ta đã được đi tìm hiểu về sự bay hơi và sự ngưng tụ rồi, đúng không? Và một cái quá trình tiếp theo nữa, đó là sự sôi. Chúng ta sẽ cùng đọc sách giáo khoa nha. Khi đun nước, nhiệt độ nước tăng dần, hơi nước bốc lên càng nhiều. Ở đáy cốc sẽ xuất hiện các bọt khí. Nhiệt độ càng tăng thì bọt khí xuất hiện càng nhiều và nổi dần lên. Càng đi lên càng to ra. Đến khi nước đạt một nhiệt độ xác định, các bọt khí lên đến mặt nước sẽ vỡ, làm mặt nước xao động mạnh. Khi đó nước đã sôi. Nhiệt độ xác định đó gọi là nhiệt độ sôi. Đó. Cái thí nghiệm này người ta đã mô tả tương tự như là thí nghiệm 1 mà chúng ta đã làm ở phần trước đó, là đun sôi nước ở trong cốc A, được chưa? Đó. Sự sôi là sự bay hơi đặc biệt. Đấy, nó cũng là sự bay hơi. Vậy sự bay hơi là gì nhỉ? Là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi, thể khí. Nhưng cái sự sôi này nó lại là sự bay hơi đặc biệt cơ. Tại sao lại đặc biệt? Bởi vì trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các bọt khí, lại vừa bay hơi ở trên mặt thoáng. Đồng thời nhiệt độ của nước không thay đổi. Đó. Đối với một chất lỏng khác, sự sôi cũng diễn ra. Một số chất lỏng khác thì sự sôi cũng diễn ra tương tự, không chỉ là nước. Vậy thì cô phân tích kỹ hơn cho chúng ta cái sự bay hơi đặc biệt này nhá. Sự sôi này, sự bay hơi bình thường là chỉ xảy ra ở trên mặt thoáng thôi. Nước sẽ bay hơi dần dần ở trên mặt. Đó, bay hơi hết từ trên mặt. Nhưng cái sự sôi này là nước sẽ bay hơi từ ở dưới lỏng, ở trong lòng chất lỏng cơ nhá. Ở bên dưới đáy cũng có cái sự bay hơi, những cái bọt khí từ dưới đáy nổi lên bên trên. Đó, lại vậy là bay hơi từ dưới bay lên. Đó, vừa bay hơi ở mặt thoáng, đồng thời bay hơi ở trong lòng chất lỏng và nhiệt độ của nước không thay đổi. Đó, khi mà nhiệt độ của nước tăng dần đến cái nhiệt độ sôi này thì nước bắt đầu bay hơi lên và từ đấy nhiệt độ sẽ không thay đổi nữa nhá. Sẽ đạt cái nhiệt độ sôi đấy thôi. Đấy, các em đã hiểu thế nào là sự sôi chưa nhỉ? À, nhá. Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt, chú ý cho cô nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng đi trả lời câu hỏi vận dụng. Sự bay hơi và sự sôi khác nhau ở điểm nào? À, cô vừa phân tích cho chúng ta rồi đúng không? Cô phân tích bằng lời thì các em có nhớ được không nhỉ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi so sánh để cho chúng ta viết vào vở thì mình sẽ nhớ hơn đúng không? Rồi. Bây giờ mình sẽ đi so sánh một chút nhé. Đó là sự bay hơi và sự sôi khác nhau ở điểm nào? À, đầu tiên là sự sôi trước. Sự sôi nào. Sự sôi nào. Xảy ra cả trong lòng và trên bề mặt chất lỏng. Xảy ra cả ở trong lòng và trên bề mặt chất lỏng. Được chưa? Trong khi đó, sự bay hơi chỉ xảy ra trên bề mặt chất lỏng thôi. Đây, cô sẽ viết sự bay hơi ở bên dưới. Sự bay hơi. Trong khi đó, sự bay hơi chỉ xảy ra ở trên bề mặt chất lỏng thôi. Được chưa? Còn sự sôi nào? Là sự sôi diễn ra, nhiệt độ
Nhiệt độ của chúng này, sự sôi diễn ra ở nhiệt độ xác định. Tức là phải đạt đến cái nhiệt độ này, ví dụ như nước đi. Nhiệt độ sôi thì cô ký hiệu là T độ và có chữ sôi ở bên dưới này. Nhiệt độ sôi của nước này thì bằng 100 độ C. Vậy thì đến đạt đến 100 độ C, nhiệt độ sẽ tăng dần. Nhiệt độ của nước sẽ tăng dần khi mình đun. Đến 100 độ C thì nước mới bắt đầu sôi nha, nước mới bắt đầu sôi. Và trong từ khi sôi đấy và tiếp tục đun thì nước vẫn giữ ở 100 độ C chứ không tăng nữa nha. Còn cái sự bay hơi này thì bay hơi ở mọi nhiệt độ. Bay hơi ở mọi nhiệt độ. Đó, sự sôi phải đạt đến cái nhiệt độ sôi thì nó mới bay hơi. Còn sự bay hơi này sẽ xảy ra ở mọi nhiệt độ. Ví dụ như nước ở trên mặt đường, mình ở trong điều kiện có ánh sáng mặt trời, trong cái điều kiện môi trường bình thường là nó cũng đã có sự bay hơi rồi. Hay là cốc nước chúng ta để ở trong phòng một thời gian thì mình cũng thấy là cái cốc nước sẽ cạn bớt đi nha. Đó, vậy thì chúng ta đã so sánh được cái sự khác nhau giữa sự sôi và sự bay hơi, đúng chưa? Rồi. Vậy thì sau khi học xong phần này thì chúng ta sẽ có một số cái kiến thức mà mình cần phải cô đọng lại. Và những kiến thức này chúng ta cần phải nhớ kỹ cho cô nhá. Mình sẽ nhắc lại nhá. Một số tính chất vật lý của chất, đó là thể này, thể rắn, thể lỏng hay thể khí. Màu sắc, mùi vị, tính tan, thể tích, khối lượng, tính dẻo, tính cứng, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện, nhiệt độ sôi, vân vân. Đó là những tính chất vật lý của chất. Một số tính chất hóa học của chất, đó là khả năng cháy, khả năng bị phân hủy, khả năng tác dụng được với chất khác. Vậy thì mình phân biệt tính chất vật lý và tính chất hóa học dựa vào đặc điểm gì? Tính chất vật lý là không có sự biến đổi thành chất khác. Mình chỉ nhận xét về cái bề mặt bên ngoài, ví dụ như thể, màu sắc, mùi vị, vân vân. Nó không có sự biến đổi thành chất khác. Còn tính chất hóa học thì có sự biến đổi thành chất khác khi mà cái chất cháy chuyển thành chất khác này, chất bị phân hủy chuyển thành chất khác này, hay là tác dụng được với chất khác lại chuyển thành những cái chất khác. Đấy, đó là tính chất hóa học nha. Tính chất hóa học và tính chất vật lý. Tiếp theo là mình đã hiểu được là thế nào là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng thì được gọi là sự nóng chảy. Đấy, sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn thì được gọi là sự đông đặc, phân biệt nhá. Sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay hơi, sự ngưng tụ và sự sôi nha. Cô nhắc lại này, sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi thì được gọi là sự bay hơi. Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng thì được gọi là sự ngưng tụ. Hay là sự sôi là sự bay hơi đặc biệt. Chúng ta đã so sánh được sự sôi và sự bay hơi rồi. Nó đặc biệt hơn một chút so với sự bay hơi bình thường. Trong suốt thời gian sôi thì nước vừa bay hơi tạo các bọt khí, tức là vừa sôi ở trong lòng, bay hơi ở trong lòng, chất lỏng, lại vừa bay hơi ở trên mặt thoáng, chất lỏng. Đấy. Đồng thời nhiệt độ của nước không thay đổi nha. Đối với một số chất lỏng khác thì sự sôi cũng diễn ra tương tự nước, được chưa? Rồi, vậy là đó là những cái kiến thức cốt lõi ở trong bài học này. Các em hãy đọc lại bài thật kỹ và đọc trước bài mới nha. Hẹn gặp lại các em trong những video bài học sau. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.